Hello, lại là Thịnh Bến Tre đây. Quá trời xe đây anh chị ơi. Thì cũng theo cầu của nhiều anh em kêu em Thịnh quay con i30 siêu cọp này nè. i30 siêu cọp đời 2010, đăng ký lăn bánh 21. Một chiếc xe cọp nhất đó giờ em thấy chạy mới 90.000 thôi. Và chiếc xe này là rin không lỗi và là xe gia đình, và là bản đủ máy 1.6 ABS túi khí số tự động, cửa nóc phơm dán rất là đẹp anh chị không? Anh chị nhìn chiếc xe là anh chị đi không nổi luôn á. Rất là đẹp, xe thì bên hình rất là đông anh chị không? Tha hồ anh em qua lựa chọn Innova, Veloz, Everest, Orlando, Morin ở bên kia nữa. Innova đời cao, đời hấp gì nhiều lắm. Mới về được Pajero đời 2017 nè, Xpander đời 2019 nè. Đó, Veloz rồi nữa. Nói chung là nhiều lắm. Innova này nè đang đi bấm số cho khách đó nè anh chị. Tha hồ anh chị qua lựa nha. Thì đây là mẫu i30 siêu cọp siêu đẹp của em đời 2010, đăng ký lăn bánh 21. Xe zin không lỗi, chạy 90.000, được trang bị ABS túi khí, cảm biến da, máy gầm số đại chất, cửa sổ trời trần rin theo xe. Đó. Ốc cabo trước, cabo sau, cabo dưới là chưa có dấu mở luôn nè anh chị. Chưa có mở từng con ốc này luôn nè. Anh em nhìn những cái đồ cao su nó đẹp nè. Chạy mới 90.000 thì anh em biết rồi đó. Thị trường thì người ta bán tầm 260 cho đến 300 tùy xe. Nếu mà xe của em bán đúng theo giá thị trường á, là bán khoảng 290. Tại vì xe cọp anh chị ha. Quá đã luôn anh chị. Quá đẹp, quá đã, quá xuất sắc luôn. Em mở này lên cho nó. Tao mày dở này lên chắc Messi cua dưới này hay gì á. Đó. Có con tay làm không kịp rồi. Đấy. Đó. Bánh xe cua đồ nghề, bánh xe cua rin tới giờ luôn nè. Cái mâm xe cua là mâm rin luôn á anh chị. Ha, sùng chỉ keo chỉ anh chị nhìn nó mới nè, đẹp nè. Cái xe này là nói chung là không có chỗ chê anh chị. Anh chị qua xem là không có chỗ chê đâu. 5 chỗ rất là rộng rãi, trần rin theo xe mà cửa sổ trời nữa. Cái máy chạy cực kỳ sướng, màn Android luôn, rồi điều hòa auto luôn. Đó, tem bọng nhãn mát của nó là đầy đủ hết nè anh chị. Rin từng chi tiết, xe đã dán phim cách nhiệt rồi luôn. Em đang dầm nắng em quay cho anh em mình xem này không? Hy vọng dầm nắng được mắc bệnh. Mâm đúc đẹp nè, thắng đĩa nè, keo chỉ lòng ghè sùng chỉ rin 100% nè anh chị. Hàng hiếm có nè. Nó rin từng chi tiết luôn nè anh chị thấy không? Nó rin nè. Sùng chỉ keo chỉ ở trong nó rin hết nè anh chị không nè, rin nè, gầm bệ chưa phủ luôn. Đó. Xe này có thể nói đầu từ là siêu cọp. Tại vì sao siêu cọp? Tại vì là anh em nhìn cái dây beo nó nè, anh em nhìn cái dây beo nó mới nè. Thấy dây beo nó mới không? Cái dàn ghế rin của nó nè, cái trần rin của nó nè. Cái tấp ly rin nó nè, anh chị nhìn nè, nó bằng sần nó đẹp nè. Đó. Không phải dễ tìm đâu anh chị. Nói chung là nhiều khi anh em mình có tiền chưa chắc mua được nha. Lâu lâu mới có, không phải có hoài đâu. Vậy không? Cái dây beo của nó nè anh chị nhìn nè, cái tem nhãn mát của nó tới giờ nè. Cái keo chỉ máng nước ở dưới anh em nhìn, cái keo chỉ sùng chỉ nó 100% luôn nè anh chị không? Ốc chưa mở luôn nè. Keo chỉ cửa 100% hết, đầu đứt không một lỗ nhỏ. Anh em nhìn dàn tấp ly nó đẹp nè. Cái băng sần nó đẹp nè. Đây, hàng hiếm có nha anh chị. Cái xe này anh em mua về anh em chạy thiên thu luôn, chạy mới 90.000 à. Nó rin 100% nha. Nước sơn rin còn 90% á. Đẹp quá trời đẹp luôn. Gương kính chỉnh điện, gặp gương tay cửa inox, lốc kính từ xa đầy đủ hết. Đó, dàn ghế đẹp nè, dàn tem bọng nhãn mát 100% nè. Rồi vô đây nổ máy cho anh em mình xem cái phần nội thất nè. Anh em nhìn cái vô lăng nè. Quá đẹp luôn. 268 triệu. Em thấy cái giá này nó quá là rẻ, hợp lý luôn anh chị. Đó, xe chạy 91.000 nè anh chị ha. 91.000 cây số, vô lăng rin cực kỳ đẹp, có nút tích hợp nè, có điều hòa auto, có cái màn hình chà má nè, có cái camera hành trình đó nè anh chị. À, cửa nóc mở vivo luôn nè, những cái nút mở này còn sáng giới luôn nè anh chị biết rồi đó. Củ số nè, D1, D2, D3 nè. Đồ gạt tàn thuốc nè. Rồi cái tẩu này còn rin tới giờ luôn, anh em chưa bỏ ra luôn nè, thấy ghê chưa, cái tẩu mà còn cái tẩu rin luôn. Rồi cái nắp che để sạc gì thông minh cũng vẫn còn nguyên luôn nè. Dàn ghế rin đó nè, có ghế không hơi nữa nè, đã không? Nói chung là xe này hầu như là quá chất lượng rồi. Ở trong này có hộc lạnh nữa nè anh chị. Xe nhập nha anh chị nha. Ở trong này nó có cái hộc lạnh ha. Thì cái hộc lạnh này để làm cái gì? Để anh em mình để nước, để trái cây vô ha. Có tủ lạnh luôn, xuống chưa? Quá đã chưa? Mà xe nhập nữa. Đó, rồi quay cái máy cho anh em mình xem nè. Nói chung là xe này không còn từ nào để nói nữa, nó rin hết nguyên xe mà đồ chơi công nghệ quá trời luôn. Mà giá tiền có 200 mấy à, rẻ hơn chiếc xì bo, rẻ hơn chiếc thắt ý nữa. Đó, anh em nhìn nó đẹp từng chi tiết, từ cái cabo tới con ốc nó đẹp nè. Sùng chỉ 100% nè, ốc cabo chưa mở luôn nè. Cái máy dĩ bô còn sáng giới luôn nè. Máy này nắp cò xin phép anh em mình khỏi cần mở, tại vì nắp cò còn rin, keo nắp cò còn rin tới giờ luôn nè anh chị thấy không nè. Keo nó còn rin luôn anh chị thấy không? Thấy cái keo màu xám xám anh chị không nè. Đó. Mặt máy mà chưa mở là anh em biết chiếc xe nó cỡ nào rồi, nó rin toàn tập mà. Những cái này còn mới tinh luôn anh chị thấy không? Không phải có hoài đâu anh chị ơi, lâu lâu mới có nha, chứ phải có hoài đâu. Anh em nào tranh thủ lên đi nha. Anh em nhìn cái cổ họng gió của cái dòng bơm xăng nó đẹp. Nó mới nè, bon điện nè. Siêu chất lượng. Rồi anh em nào quan tâm cái mẫu này thì nhắc máy alo em Thịnh mình qua số nha.
0834 33 3371, 0866 678 971. Đó, cho nợ bán thiếu giao lưu bù trừ đăng kiểm tới năm xa, tới cuối năm nay mới hết kiểm. Rồi cảm ơn chị em anh em nào chưa đăng ký, bấm đăng ký kênh để cập nhật nhiều video. Anh chị nào muốn xem nhiều hình hơn thì cứ vào Facebook bấm Thịnh Mắt nha, bấm Thịnh Mắt để theo dõi để cập nhật nhiều hình ha. Xi nhan gương đầy đủ luôn nè, quá trời xe tha hồ lựa chọn nè. Rồi cảm ơn, chúc em mình bữa trưa vui vẻ nha.